Tại huyện Bắc Hà, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đối với địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số những năm qua gặp không ít khó khăn. Từng bước tháo gỡ vướng mắc, trong nhiều giải pháp được triển khai, công tác tuyên truyền được huyện Bắc Hà đặc biệt coi trọng để phát huy hiệu quả trong công tác bảo vệ, phát triển rừng bền vững. Tại những buổi họp thôn, những cuộc họp các đoàn thể như thế này, cùng với triển khai các công việc chung, nội dung tuyên truyền về công tác bảo vệ phát triển rừng đã được lồng ghép một cách trực quan, sinh động. Từ đó giúp người dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm hơn trong công tác bảo vệ phát triển rừng. Bảo vệ rừng là bảo vệ cho chính bản thân mình và bảo vệ cho cả làng bản cũng như là bảo vệ cho nguồn nước sinh hoạt của mình hàng ngày. Đến từng thôn bản, những vùng không có sóng để tuyên truyền vận động. Còn những hộ dân ở xa, khu dân cư thì chúng tôi đã đến từng nhà để vận động những công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng của trên xã bản liền. Bám sát tinh thần nghị quyết 55 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trồng rừng ở vùng cao, bảo vệ rừng ở vùng thấp và phát triển kinh tế đồi rừng, các cấp các ngành trong huyện đã vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vừa trực tiếp vừa qua phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm để răn đe, giáo dục. Hàng năm thì xã thì cũng tổ chức các cái hội nghị tuyên truyền đến các cái tổ trưởng, tổ phó cũng như là đến nhân dân qua cái hệ thống là loa truyền thanh cũng như là cái hệ thống loa thông minh của xã đến tận các thôn. Huyện Bắc Hà cũng đã tổ chức xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm về nhân dân xâm lấn rừng tự nhiên để trồng quế. Chúng tôi đã đưa ra xử lý pháp luật. Và đặc biệt là các phiên tòa thì chúng tôi cũng tổ chức xử lưu động tại các xã và cũng có tuyên truyền qua các cái loa, cục loa không dây của xã để tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân biết những cái việc đó là vi phạm đến luật lâm nghiệp. Từ đầu năm đến nay, huyện Bắc Hà đã tổ chức 3 hội nghị và 58 buổi tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp với gần 4.600 lượt người tham dự. Kết quả này giúp cho công tác phát triển rừng của huyện được triển khai hiệu quả hơn, với diện tích trồng mới 9 tháng đạt 452 ha rừng, bằng 75,3% kế hoạch cả năm.